Rồi chào các bạn mọi người nha. Năm nay mình sẽ mình vai là à, có thấy gì chưa các bạn? Máy cày ra to, ủi đất các bạn. Đó, chạy các bạn. Bắt đầu. Ủi các bạn. Đó, ủi các bạn. Đây là như là chiếc xe to 6714 các bạn. Đây là hình như là chiếc 6714 đó nha. Máy cày hình như là chiếc xe to không có tem các bạn. Không có tem. Đó, đó, đó. Đắc lư. Đó, ủi các bạn. Hôm nay của mình vay là hạn chế các bạn, mình sẽ màn hình ngang lại. Sẽ mình vay cho bạn mọi người cùng xem nha. Cái này của mình vay hạn chế các bạn, mình sẽ vay các bạn. Chỗ này chăng, cái đường mẫu các bạn. Đó. Trời ơi. Hình như là chắc mình sẽ ủi ba chỗ tới kia các bạn. Đó. Ủi các bạn. Đó. Các bạn thấy là bữa nay là chiếc xe to các bạn, này bữa nay là ủi các bạn, ủi đất thôi nha, ủi thôi nha. Đó, trời ơi, này như là ủi rồi sao xíu. Đó, ngay giờ thì mình vay cũng hạn chế các bạn, mình sẽ vay nha. Ôi đất xíu làm hết hồn các bạn. Trời ơi. Ủa sao xíu bị cạo quá. Ủa. Đó. Đó.
Trời ơi, bánh nó tuôn không đó, ủi ba chỗ cái nền các bạn. Đây các bạn, chạy các bạn. Đó, ủi. Rồi bắt đầu ủi các bạn. Bây giờ mình quay là cũng hạn chế các bạn, mình sẽ quay những cái chiếc máy cày ra to 6714 ngày bữa nay đang ủi các bạn. Đó, thấy chưa? Rồi ủi. Mình đang ủi các bạn. Rồi ủi các bạn. Đây là của mình quay hơi nắng các bạn, mình sẽ dán mình quay hết rồi các bạn. Đó. Rồi quay đầu các bạn. Rồi ủi các bạn. Rồi ủi các bạn, ủi các bạn.
Rồi chào bạn mọi người nha. Bữa nay là sẵn mình việc mình còn mua bộ cái áo trà trắng dành cho máy của anh Vũ và của Phong cho các bạn mọi người cùng xem nha. Rồi xin tạm dừng kết thúc, hẹn gặp lại trong tuần sau nha.